Chào mừng anh chị em đã quay lại kênh YouTube và Facebook của Hoàng Nam Audio. Hôm nay bên em xin giới thiệu đến anh em một em lọc xì Nhật mang thương hiệu của Mỹ, đó là Lumax. Em này thì có model là EQ2400 anh em nhé. Sở hữu 20 cần chia đều cho hai cây và có thêm 2 volume chỉnh to nhỏ cho từng cây và chỉnh độ lọc từ từng cây. Em này thì có kích thước ngang là 43,5, cao 10 cm và sâu là 15 cm. Anh chị đợi em xem. Dạ, sâu cả lúm là 17 anh em nhé. Em này máy chạy điện 120V ạ. Dài tần thì là từ 30 đến 15.360. Tần số đáp tuyến của nó là cộng trừ 15 decibel cho chất âm rất là mạnh mẽ. Em này thì có cái lợi thế là có thêm 2 volume điều chỉnh cho từng kênh. Đấy, rất hay. Điều đặc biệt nữa của em này, nó có một đường vào nhưng mà lại ra được, có hai đường ra anh em nhé. Đấy, rất là hay. Đấy, em lọc xì này sử dụng được cho hai âm ly hoặc cho một em đẩy bốn kênh nào đó song song. Đấy, rất hay. Có thể cho anh em vừa karaoke vừa nghe nhạc đều ok. Đây là tính năng không qua quai direct này. Đấy, anh em thấy nó có đã sự khác biệt chưa? Đây là đang đi thẳng, tác dụng không tác dụng này. Đấy, nhả ra. Em quay qua góc cạnh cho anh chị em mà. Em này về trong tình trạng là máy rất là đẹp, hàng nguyên bản 100%. Máy chạy điện 120V anh em nhé, thương hiệu Nhật, hàng Nhật, thương hiệu Mỹ, em xin lỗi. Máy rất là đẹp. Em này thì đang bán, bên em đang bán ra với giá là 4 triệu anh em nhé. Anh chị em nào quan tâm thì có thể để lại số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp với em. Bên em ship hàng toàn quốc khi có cọc ạ. Tất cả cần đều là cần bi gạt rất là ok, không bị sột xoẹt. Đấy, cần gạt rất là chắc chắn. Điều đặc biệt của những cái em hàng Nhật mà xuất sang Mỹ có độ cắt giải, cắt âm rất là tốt. Anh em nghe thấy không ạ? Cắt âm cực sạch như những em lọc ADC. Điều hạn chế của em này đó là cái chiều sâu, nó làm rất là gọn, nó làm vỉ trên vỉ đứng nên là tiết kiệm rất nhiều các cái diện tích ở phía sau. Đấy, anh em nào cần ảnh ruột cũng như là nội thất đằng sau thì có thể liên hệ trực tiếp với em, kết bạn Zalo thì em gửi thông tin ảnh và các cái chi tiết giúp cho anh em. Anh chị em nào mà có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ, bên em thì về được có một em này thôi. Nên là bác nào có nhu cầu quan tâm sử dụng đến cái em lọc xì thương hiệu Mỹ này thì nhanh tay liên hệ giúp em. Còn anh chị em nào mà đang xem video của em mà quên chưa đăng ký kênh thì vui lòng nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ shop cũng như là để được cập nhật các cái sản phẩm video mới nhất bên em. Anh chị em nào khu vực Hà Nội thì có thể qua trực tiếp shop của em tại số 8 ngách 26 ngõ Trần Cao Vân, Chợ Rời Hà Nội để xem hàng giúp em. Một lần nữa em xin cảm ơn các bác theo dõi video của Hoàng Nam Audio. Hẹn gặp lại các bác ở các cái video tiếp theo. Chào các bác ạ.